Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, bản tin cập nhật về tình hình thiên tai, dị tượng, thảm họa tại Trung Quốc của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị những nội dung chính như sau. Hiện tượng lạ được coi là vua chuột đã xảy ra ở Vũ Hán khiến cho nhiều người lo lắng không biết liệu đây có phải là dấu hiệu về một dịch bệnh mới sắp xuất hiện nữa hay không. Sét xuất hiện ngay lúc trời quang mây đãng, đánh vào trung tâm điều hành con đập Tam Hiệp, khiến hàng chục kỹ sư và nhân viên thiệt mạng và bị thương. Lốc xoáy vòi rồng xóa sổ một sư đoàn không quân tại Nghi Sơn. Đây là một trong hai sư đoàn được coi là lá bùa hộ mệnh cho đập Tam Hiệp, đã bị thế lực siêu nhiên hỏi thăm sức khỏe. Mời quý vị khán giả lắng nghe những thông tin chi tiết về các sự kiện đang làm chấn động dư luận này. Kính thưa quý vị, có nhiều dị tượng nổi lên trong hai ngày qua tại Trung Quốc đã gây ra sự quan tâm đặc biệt và tạo ra cơn bão dư luận. Trong khi tại nơi xuất phát nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19, thành phố Vũ Hán vào hôm qua lại tiếp tục xảy ra những con chuột có đuôi bị quấn chặt vào nhau. Đây là một hiện tượng được dư luận gọi là vua chuột, hiện nay rất hiếm gặp, chỉ xảy ra vào khoảng 60 lần trong 500 năm và được coi là điểm báo xấu dự báo về dịch bệnh. Theo đài CNN, sự việc kỳ lạ này được phát hiện ở Vũ Hán trong một chuồng gà của một nông dân. Trần Châu là người đã phát hiện ra 13 con chuột chụm đuôi lại với nhau. Kể lại câu chuyện kinh hoàng, anh ta cho biết mẹ của anh đã nhìn thấy và gọi điện cho con trai của mình. Đây là một trường hợp vô cùng hiếm thấy, anh tiết lộ. Người mẹ đã rất buồn sau khi nhìn thấy bà chuột. Anh ta nói thêm, tôi đang tận hưởng một buổi sáng yên bình ở vùng ngoại ô Vũ Hán thì mẹ bỗng gọi điện cho tôi. Nghe có vẻ khá bực bội. Bà vừa đi cho gà ăn thì bỗng thấy một bầy chuột ở ngay vào lối vào. Bà đã cố gắng đuổi chúng đi, nhưng những con chuột vẫn dính chặt vào mặt đất. Trước đó, lũ chuột đã đào một đường hầm dẫn đến chuồng gà. Có vẻ như những con chuột đã mắc kẹt vào trong đường hầm sau khi ở trong chuồng qua đêm. Với những con chuột dính vào nhau này, hiện tại đều đã chết. Những con chuột bị dính đuôi này vốn đã bị kết án tử hình. Ngay cả khi thoát ra khỏi hang hẹp, chúng vẫn không thể di chuyển bình thường. Chúng không thể tìm thấy thức ăn và hoàn toàn không được bảo vệ. Thông thường, chúng sẽ sống sót cho đến khi chạm trán với mèo, chó hoặc người, một cư dân sống lâu năm trong khu vực cho biết. Ông nói thêm, không có lựa chọn nào khác trong việc xử lý hiện tượng này là ngoài việc giết lũ chuột vì không thể tháo được nút thắt ở đuôi của chúng. Ông nói việc giết lũ chuột sẽ nhân đạo hơn là làm tăng sự đau khổ của chúng bằng cách cắn cụt đuôi. Chúng không thể tồn tại trong điều kiện tự nhiên được nữa. Ngoài ra, cũng không ai muốn những động vật gây hại này trong nhà của họ. Sau khi xảy ra hiện tượng trên, người dân khu vực đang rất hoang mang, lo lắng không biết sẽ có điểm xui xẻo rủi ro nào sắp xảy ra hay không. Trong một diễn biến khác, vào sáng nay trong lúc bầu trời đang quang đãng, nắng chói chang, không có bất kỳ dấu hiệu mưa bão nào, bỗng dưng xuất hiện hàng loạt tiếng sét vàng gây ra những tiếng nổ vang trời, làm cho người dân sinh sống gần khu vực đập Tam Hiệp hoảng loạn, vội đóng cửa kính của nhà mình như sợ phải đối diện với một tai họa kinh khiếp sắp xảy ra. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, sét đã đánh trúng ngay văn phòng vận hành con đập, phá hủy nhiều máy móc, phương tiện và làm hàng chục kỹ sư nhân viên phục vụ tại đây thiệt mạng và bị thương, khiến cho ban quản lý phải cầu cứu khẩn cấp Trung ương và các tỉnh trong khu vực để xin hỗ trợ, giúp cho con đập không bị tê liệt và có nguy cơ bị vỡ, làm cho ban quản lý con đập một phen hoảng loạn và thoát tim. Chưa dừng lại ở đó, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa, sau một trận mưa kéo dài chừng 15 phút, một vòi rồng khổng lồ kinh khiếp cũng đã hình thành và hoạt động kéo dài hơn 30 phút. Với những tiếng gầm rú ma mị quỷ quái của nó gây ra cảm giác rất rợn người, sởn tóc gáy cho những người chứng kiến. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã càn quét phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Với sức gió mang tính hủy diệt, thảm họa vòi rồng này đã phá hủy hoàn toàn các trang thiết bị quân sự, bệ phóng tên lửa và cả dàn máy bay của Sư đoàn Không quân số 25. Đây là một trong hai sư đoàn được coi là bùa hộ mệnh để bảo vệ con đập Tam Hiệp trước sự tấn công của các thế lực bên ngoài, cũng như thảm họa này đã xóa sổ hoàn toàn gần 450 quân ở đây.
gây bàng hoàng, choáng váng cho giới quân sự diều hâu của Trung Quốc, làm thiệt hại về vật chất ước tính lên đến 10 triệu đô. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đang dồn hết mọi nỗ lực để khắc phục hậu quả kinh hoàng này. Diễn biến tiếp theo của những sự kiện thảm họa này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cung cấp cho quý vị trong các bản tin kế tiếp khi có được những cập nhật mới nhất. Kính thưa quý vị khán giả, đại họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất lịch sử Trung Hoa. Vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, bỗng nhiên bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như đêm 30, gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông thật là khủng khiếp. Hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vùng vẫy, như đang vơ vét nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời trên trời có những tiếng nổ lớn xé tai, hãi hùng. Có nhiều xe bị nó hút vào và cuốn lên, va đập vào nhau bốc cháy trong cơn lốc nhìn như một mồi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất với mưa, dầu, nắng lửa, động đất hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trở lại, thở phào nhẹ nhõm, đều dành những lời chúc mừng cho nhau vì đã gặp may mắn. Nào ngờ trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen sền sệt như chất dầu, nhưng chất này nó rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc đã có hàng trăm chiếc xe tông liên hoàn vào nhau do chất dầu gây ra, làm tài xế có đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn, làm lực ma sát của vỏ lốp không tác dụng. Có rất nhiều người quay cảnh tượng xe bị tông liên hoàn chia sẻ lên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển qua con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý, do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy đã dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đấy. Để đối phó kịp thời, nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và giải mồn cưa và cát. Phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn xe buýt. Đây là chuyện chưa từng xảy ra tại địa phương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần loại chất này là dầu thô thì ai mà chẳng biết. Nhưng theo tôi, cơ hội để chúng khai láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có nhiều thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng xảy ra tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng, 271 người khác bị thương. Sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm qua tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Với sức gió 23,9 m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây hư hại cho hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại công trường xây dựng cùng với 27 người dân, quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một tòa nhà 180 m² công trường xây dựng và những người dân bị lốc xoáy cuốn lên. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị tốc, biển hiệu quảng cáo rơi xuống và họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh hai công nhân vệ sinh làm việc trên cao bị gió lớn quật mạnh vào kính vỡ gây tử vong thương tâm. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được báo trước thời điểm xảy ra sự việc. Kính thưa quý vị thân mến, một số nơi các tỉnh phía Nam Trung Quốc thời tiết bất thường đi kèm theo thiên tai. Theo đó, hàng loạt đàn côn trùng lại xuất hiện với số lượng khủng khiếp như một cơn bão táp. Người dân sống dọc con sông Dương Tử đã vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến hàng đàn phù du bủa vây khu dân cư, bụi đen hàng trăm xe hơi vào mặt đường. Theo mô tả lại, thì loài phù du này thân chúng nhỏ bé, yếu ớt, đầu nhỏ, mắt to, cánh màng rất yếu và rất dễ bị rụng. Chân rất nhỏ, không dùng để bò, chỉ để đậu bám. Điều này gây ra khá nhiều nguy hiểm cho con người vì sau khi chúng không may bị giẫm chết, chúng sẽ để lại những chất dịch nhờn trơn chứa độc tố có thể gây tổn thương da, nguy hiểm cho con người. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, trước đó 2 ngày, loài phù du này đã xuất hiện trên radar dự báo thời tiết của Trung tâm giống như một dấu hiệu dự báo thời tiết sẽ có mưa bão. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu ra nguyên nhân thì các nhân viên tại Trung tâm vô cùng sốc. Khi đó, chính là một đàn phù du đã hình thành từ dưới mặt nước sông Trường Giang, bắt đầu bay vào không trung. Đàn phù du đã được cách radar dự báo thời tiết phát hiện từ khoảng 9 giờ 45 phút tối qua. Sau đó, các báo cáo nhanh chóng được chuyển đến các thị trấn và thành phố để bắt đầu tiến hành phòng chống đàn phù du tấn công. Một người đàn ông đã quay lại cảnh những đàn phù du và nói rằng số lượng phù du không thể đếm được đang bay trên bầu trời là điều tôi chưa từng thấy trong đời.
Theo nhiều nguồn tin cho biết, có hàng chục đàn phù du, mỗi đàn rộng cả 1 km², đang hình thành ở các tỉnh dọc sông Đường Giang như Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây. Những người nông dân thì chạy bộ lấy đồ đạc che chắn những giếng nước quý giá. Họ cố dùng lửa xua đuổi đàn côn trùng hay cho nổ tung chúng bằng thuốc súng. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều vô tác dụng vì bầy phù du quá đông, mùa màng dường như đã mất trắng, thiệt hại là vô kể. Ước tính đàn phù du này có khoảng 50 triệu con. Theo các chuyên gia, thời tiết nóng ẩm trong thời gian gần đây tại Trung Quốc khiến đàn phù du sinh sản nhanh chưa từng thấy. Trong vòng 36 giờ đồng hồ sau khi xuất hiện, loài phù du này sẽ tiến hành giao phối, quay trở lại mặt nước để đẻ trứng và chết. Tuy nhiên, hiện tượng xuất hiện với một số lượng đông và lớn như vậy chưa từng xảy ra. Trước sự lo ngại của người dân về sự xuất hiện kỳ lạ này, các nhà khoa học Trung Quốc lại tỏ ra vui mừng vì sự việc này vẫn cho thấy mặt tốt đẹp khi hệ sinh thái ở khu vực sông đang dần phục hồi và môi trường trong lành hơn đã khiến cho các loài có thể nhanh chóng gia tăng trở lại. Số lượng cá thể vốn đã bị mất đi khá nhiều trước đó. Trước sự xuất hiện kỳ bí của đàn phù du này, nhiều người vẫn tỏ ra lo ngại tại sao lại có sự xuất hiện đột ngột của đàn phù du. Câu hỏi này được đặt ra sau khi câu chuyện này xảy ra. Các nhà khoa học cho biết loài côn trùng thủy sinh được phân lớp côn trùng có cánh này hầu như dành toàn bộ thời gian cả cuộc đời với môi trường nước ngọt. Khi còn là ấu trùng thì loài này hấp thụ các chất dinh dưỡng qua việc lọc các chất hữu cơ dưới đáy sông. Vào mùa hè thì chúng đồng bộ lột xác và thoát khỏi mặt nước sau khi tắt hoàng hôn để bay đi tìm kiếm bạn tình. Loài phù du này là loài hướng sáng nên chúng thường tìm đến những nơi khu vực có đèn ở các thành phố hoặc thị trấn. Điều này gây ra khá nhiều nguy hiểm cho con người vì sau khi chúng không may bị dẫm chết thì chúng để lại những chất dịch nhờn trên cơ thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Theo các nhà động vật học thì phù du là loại côn trùng tương đối cổ xưa đã xuất hiện từ hơn 3 triệu năm trước, có khoảng 2.000 giống phù du phân bổ rất rộng. Thân chúng bé nhỏ, yếu ớt, đầu nhỏ, mắt to, cánh màng rất yếu và rất dễ bị rụng, chân rất nhỏ, không dùng để bò, chỉ để đậu bám. Phù du trưởng thành không sống trọn một ngày, thường chỉ mấy tiếng là chết bởi miệng của nó đã thoái hóa không thể ăn uống được gì. Phù du trưởng thành sống ngắn ngủi như vậy, nhưng phù du ấu trùng lại sống khá lâu. Phù du trưởng thành giao phối xong đẻ trứng vào nước, ấu trùng phát sóng từ 1 đến 3 năm ở trong nước rồi bò lên bờ lột xác mới thành phù du trưởng thành. Ấu trùng thường lột xác ra lúc mặt trời lặn thành bướm non, lúc này đã sống với phù du trưởng thành nhưng còn một lớp màng mỏng bao bọc toàn thân màu đen, cánh sẫm không linh hoạt, không giao phối được. Sau khi bướm non lột xác mới có đuôi cánh màng trong suốt, tươi sáng thành phù du trưởng thành. Giai đoạn trưởng thành, nó không ăn uống gì, chỉ lo việc giao phối đẻ trứng lên sông. Từ lúc trưởng thành, ấu trùng thường phải lột xác từ 20 đến 24 lần, có khi lên đến 40 lần. Ấu trùng phù du là thức ăn ngon của cá. Và diễn biến tiếp theo của sự việc kỳ bí, loài côn trùng này chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị trong những bản tin tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.